Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc. Và trong video ngày hôm nay thì 6 chiếc này rất là đáng được sưu tầm và giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em cùng xem và cùng tham khảo. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy nhanh tay đăng ký để sớm nhất xem được những cái mẫu đồng hồ mới mỗi khi em lên sóng. Và trong video ngày hôm nay thì em điểm qua những cái chiếc đồng hồ cơ bản như sau. Chiếc đồng hồ đầu tiên là chiếc đồng hồ Bulova, độ mới còn rất là cao và đây là một chiếc hàng nót anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ hai là chiếc đồng hồ Everest, và thương hiệu này rất là ít tại Việt Nam mình. Chiếc đồng hồ thứ ba là chiếc đồng hồ Veranza, cũng rất là ít, tên tuổi này rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ thứ tư là chiếc đồng hồ Benrut, và chiếc đồng hồ này có cái chuông reo rất là độc đáo anh em ạ. Chiếc đồng hồ thứ năm là một chiếc đồng hồ Mazet, cũng rất là hiếm tại thị trường Việt Nam mình. Chiếc đồng hồ thứ sáu là chiếc đồng hồ T-shirt rất là nổi tiếng anh em ạ. Trước mắt anh em là một trong những chiếc đồng hồ rất nổi tiếng của Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova. Chắc chắn anh em chơi đồng hồ cổ đều biết đến cái thương hiệu này. Nó rất là quen thuộc với giới sưu tầm. Và một chiếc Bulova ngày hôm nay em giới thiệu là một trong những phiên bản với cái độ mới còn rất là cao, gần như là một chiếc hàng nót anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1965. Và nó là một trong những cái chiếc đồng hồ độ mới phải tầm 97-98% anh em ạ. Và size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 36mm, rất là lớn trong dòng size vintage xưa. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Núm zin có logo chữ B, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Unova này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy, đáy còn nguyên zin nguyên bản. Và chiếc đồng hồ này cũng zin nguyên bản anh em nhé, trừ sợi dây và khóa là và cái nước thép của cái đáy còn rất là mới và nó có triện những cái thông số kỹ thuật của chiếc Bulova này. Cái nền mặt của nó rất là đẹp anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy tự động được bọc vàng và mới, kính cong chạy hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Một chiếc đồng hồ hàng nót chơi sưu tầm giá trị rất là cao. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái nền mặt có hai lịch ở vị trí góc 3 giờ, bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Các cặp số nổi và cái form dáng này đeo lên tay rất là khỏe khoắn anh em ạ. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu làm tôn lên cái vẻ mặt vàng nhẹ, nhìn nó rất là thanh lịch và sang trọng. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc Bulova này. Lên tay rất là khỏe khoắn và nhìn nó là một trong những cái phiên bản đồng hồ độ mới còn rất là cao. Và anh em mua cho biếu tặng cũng rất là hợp lý. Và anh em lên tay với cái form dáng thanh lịch, nhìn tổng thể rất là đẹp anh em nhé. Em quay cận cảnh cũng như là lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này thì giá cũng rất là hợp lý thôi, để tất cả các anh em chơi và cùng sưu tầm. Anh em nào yêu thích giá em giao lưu là 5.500.000 đồng. Và trước mắt anh em là một trong những cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Everest. Phiên bản này rất là ít tại thị trường Việt Nam mình anh em ạ. Và gần như là những mẫu đồng hồ này chỉ duy nhất, và một cái thương hiệu Everest này cũng là những cái mẫu rất là khó tìm. Và ở bên nước ngoài thì các bác Tây cũng rất là thích săn đón những cái chiếc đồng hồ này. Và một cái form dáng thiết kế ở độ mới còn rất là cao. Và chiếc đồng hồ này có dáng rất là mỏng anh em nhé. Và nó mang đậm những cái nét vintage xưa. Chiếc Everest này thì có cái khung vỏ được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Ở chiếc đồng hồ này thì được sản xuất 1960 và chạy với cơ chế lên dây. Và bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà, trong đó các cọc số nổi nhìn rất là thanh lịch. Và anh em thấy không, độ mới còn rất là cao. Zin mộc nguyên bản, chưa spa đánh bóng gì cả anh em nhé. Nguyên zin, giá rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi một chiếc đồng hồ hàng nót như thế này. Chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34.5mm, rất là chuẩn trong dòng size vintage xưa. Và một cái đai ở nền mặt zin trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Nhìn đồng hồ zin nó rất là đã anh em nhé. Và nó được kết hợp với một cái sợi dây da bò màu
đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Dây da bò cũng rất là bền và mới. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái kim dây có đầu mũi tên đỏ nhìn rất là đẹp. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nhìn lên tay của nó mang đậm những cái nét vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái kính Meca nó làm lồi lên, nhìn nó mang những cái nét vintage xưa. Và anh em thấy không, nó rất là mỏng, độ mỏng nó cán trên cái tay mình đeo. Đấy, giá cũng rất là hợp lý thôi. Anh em nào yêu thích giá là 4.800.000 đồng. Và trước mắt anh em là một trong những cái thương hiệu Thụy Sĩ rất là nổi tiếng, mang thương hiệu Vetranza. Chiếc đồng hồ này thì có một cái nước mặt mỡ gà rất là sáng sủa và nó bắt sáng rất là tốt. Chiếc đồng hồ này thì có thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất là khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép không dỉ. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Và đi sâu vào cái phần nền mặt là một trong những cái nền mặt vàng mỡ gà zin, có một vị trí lên cốc 3 giờ và các cọc số là các cọc số nổi và bộ ba kim còn rất là mới, anh em thấy không? Một cái nền mặt mới tinh, gần như là không có nét thời gian hiện hữu trên một cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này. Khung vỏ bọc vàng và đáy được làm từ thép không dỉ còn rất là mới anh em ạ. Và nước thép của chiếc đồng hồ này thì nó bóng bẩy và sáng, nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen từ bên nước ngoài về anh em nhé. Size mặt là size 34mm, rất là chuẩn size vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này thì em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Giá cũng rất là hợp lý cho tất cả các anh em chơi và sưu tầm. Size 34 lên tay, mặt vàng, nhìn nó rất là thương da anh em ạ. Và anh em nào yêu thích, giá em ra nêu là 4.200.000 đồng. Trước mắt anh em là một trong những cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Benrud. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái cơ chế lên dây cũng như là một cái cơ chế chuông reo rất là cổ điển. Và nó là một trong những cái phiên bản được tất cả các nhà sưu tầm săn đón rất là nhiều anh em ạ. Chiếc Benrud này thì có khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép không dỉ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái thiết kế rất là đơn giản, tinh tế. Và trên cái nền mặt của nó trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và nó có hai núm và bốn kim, trong đó có một cái kim đỏ để hẹn giờ anh em ạ. Một trong những cái phiên bản Benrud còn nguyên zin nguyên bản. Và nó được sản xuất vào những năm 1960, chạy với cơ chế lên dây anh em nhé. Đáy của nó còn rất là mới. Và nó có triển khắc những cái thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Benrud này. Cơ chế chuông reo hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Và nó được kết hợp với một sợi dây da tây nguyên bản từ nước ngoài về anh em nhé. Màu rất là vintage. Và em xin tiến hành quay cận cảnh cái nền mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và em xin tiến hành lên tay. Giá của chiếc đồng hồ này cũng rất là hợp lý thôi. Cho một cơ chế chuông reo. Hồi xưa họ đã làm được cơ chế này rồi. Phải nói là đồng hồ Thụy Sĩ đỉnh cao và cũng là số 1 tại thị trường thế giới bây giờ. Và chiếc đồng hồ Benrud này lên tay nó đậm những cái nét vintage xưa. Và phải nói là một chiếc đồng hồ kiệt tác. Anh em nào mà yêu thích cũng như là chưa có những chiếc chuông reo này thì hãy nhanh tay. Giá em giao lưu là 5.800.000 đồng. Trước mắt anh em là chiếc đồng hồ mang thương hiệu Magic đến từ Thụy Sĩ, một trong những cái chiếc đồng hồ rất là độc đáo. Và một chiếc đồng hồ với một cái form dáng thiết kế tròn với bốn chân càng đuôi ếch, nhìn nó phá cách rất là độc đáo. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Và bộ máy này 21 Jewel anh em ạ. Chiếc Magic này thì có một cái khung vỏ bọc vàng và đáy được làm từ thép không dỉ, chính hãng Thụy Sĩ anh em nha. Và chiếc đồng hồ này độc đáo bởi những cái niềng khía bông là những cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ này. Tổng thể zin nguyên bản và độ mới còn rất là cao anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy thép được triển khắc những cái thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc Magic này.
Cái thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ, với cái dáng form dáng rất là mỏng, nó khoảng 6 đến 7 ly anh em ạ. Và anh em nào mà chưa có chiếc Magic này trong bộ sưu tập thì hãy nhanh tay sở hữu. Và chiếc đồng hồ này thì được kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh rất là vintage anh em ạ. Nó size là size 34mm. Và em quay cận cảnh bộ máy để tất cả các anh em cùng xem. Bộ máy chính hãng của Thụy Sĩ còn rất là mới anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này giá cũng rất là hợp lý thôi anh em ạ, chơi cũng rất là ok. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó rất là ôm tay và mang những cái nét cổ điển vintage rất là cao, với một cái niềng khiếu bông. Và cái sợi dây da xanh này nhìn nó rất là đẹp anh em ạ, độ mỏng hoàn hảo. Và anh em nào yêu thích, giá em giao lưu là 4.300.000 đồng. Trước mắt anh em là một trong những cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu T-shirt rất là nổi tiếng. Và những cái chiếc T-shirt đời mới bây giờ thì không xa lạ gì với tất cả các anh em. Và kiếm được những cái chiếc đồng hồ T-shirt mà cổ rất là khó anh em nha. Và chiếc T-shirt này là một trong những cái phiên bản được sản xuất vào những năm 1958 đến 1960, chạy với cơ chế tự động. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái form dáng phi thuyền, nhìn nó rất là độc đáo anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì nó khung vỏ được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ nguyên zin, cái nước vàng xưa, nhìn nó rất là đã anh em ạ. Chưa có làm lại, chưa có spa gì cả. Và tổng thể zin 100% anh em nhé. Dây khóa là dây khóa thay mới thôi, còn lại cổ đồng hồ là zin nguyên bản. Và đáy được làm từ thép không gỉ, còn mới kính cong anh em ạ. Cái nước thép của nó phải nói là dành cho quân đội nên là nó làm rất là bền bỉ. Và không biết chiếc đồng hồ này dùng đến bao giờ nó mới hỏng hóc được anh em ạ. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, nhìn nó rất là thanh lịch và đeo lên tay rất là trẻ trung. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy tự động bọc vàng, và nó cũng là một cỗ máy bền bỉ với thời gian anh em ạ. Nó hoạt động rất là mượt mà và chuẩn xác. Anh em mua về chỉ việc lên tay và đeo đi ạ. Và chiếc đồng hồ này có một cái dáng phi thuyền nên là anh em nào cổ tay to một chút đeo những cái chiếc đồng hồ này phải nói là rất là đẹp, và nó tôn cái dáng rất là khỏe khoắn anh em nhé. Một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, nhìn nó rất là đã và đẹp. Anh em nào mà chưa có những cái chiếc đồng hồ dáng phi thuyền trong bộ sưu tập thì hãy nhanh tay. Bởi vì là những cái mẫu này chỉ còn duy nhất một mẫu thôi, nên là anh em nào mà chốt nhanh thì sẽ sở hữu được. Và giá em giao lưu là 5.500.000 đồng. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc. Và những chiếc đồng hồ này đều là những cái chiếc đồng hồ rất là giá trị và đáng được sưu tầm. Và anh em nào mà muốn chốt những chiếc đồng hồ này thì hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại ở phía bên phải màn hình video để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và anh em nào ở xa thì cọc chuyển khoản cho em 20% thì em sẽ gửi hàng đến tận tay tất cả các anh em. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem video này.